biệt quá. Hay không vậy đó? Lớn rồi. Quên này, không nhớ ai đi. Ờ, quên. Lâu quá không gặp. Đâu có đi. Ờ, không phải mở thôi nha. Còn không meo. Còn không meo. Còn không meo lên. Mấy người không meo lên giống mình. Thấy không, thấy sóc nó sắp sửa có đứa mới này, thấy chưa? Ôi trời ơi. Trời ơi. Không meo. À, tính ra là sóc một chút là sớm nha. Giờ khỏe 5 tuổi. Ê, nhỏ con gái như 5 tuổi không? Rồi 5 tuổi. Bây giờ có đứa rồi, ok. Mày nghĩ mày cũng vậy vô ơi. Dùng. Cho ăn khác. 4 5 năm nữa. Chè. Ờ lát ăn chè. Lát. Không được. Nếu mà thôi bánh nhau á, gái con gái ok. Nó miệng. Mà nó là con trai á. Dạ quá. Nó miệng nó I need more time. Giống như là bây giờ. Giống như nó gần quá. Not ready. Mà bà 4 tuổi 5 tuổi đấy. My cousin cũng vậy. Trời em này là 12 cũng y chang chút nữa. Cũng 12 giờ mới ngủ. Bây giờ em đang có bầu. Thằng Pi lên phòng rồi. Mà ở dưới còn nhộn nhịp quá, xuống bay xuống dưới chút. Cho nó bú chưa? Hả? Ăn rồi. Nhưng mà tối nó bú không? Tối. Bú gì? Xong là ngồi đi ngủ. Bú gì thôi. Cho bú xong lên ngủ. Đó, của mình đâu với mẹ nghỉ hả? Được rồi, lúc 5 tháng à. 5 tháng luôn rồi lưng hả? Nó sữa. Sạch rồi. Nó tới thì em còn. Trời, còn sữa nữa. Nó muốn ghiền. Nó ghiền luôn rồi. Nó ghiền luôn rồi. Nó có muốn sữa tươi chưa? Không. Muốn sữa tươi luôn không chịu á. Nhưng mà sữa tươi nhưng mà nó quen. Nhưng mà bây giờ biết sao nó lớn ăn rồi. Nhưng mà nó cũng cần, nó có sữa. Đó, nó có uống sữa thêm. Nó chịu uống sữa hả? Chịu. Tươi á. Tươi. Cao. Sữa nó mới đủ chất cao. Thì nó được cái dạng cao mà nó ốm. Cho xương thấy nó cao á. Thì so với con bé gần nhà thì cũng cỡ nó. Nhưng mà con bé kia nó lùn hơn mà nó mập. Cao giờ khoảng nhiêu? Cái tóc mấy con lên rồi kìa. Kéo cái đầm xuống. Kì quá. Nóng quá. Thì mình thấy so với đứa mà cỡ nó. Anh là bao nhiêu sao? Bây giờ những năm hai mấy không? Anh ta không dính. Trăng đèn. Trăng đèn. Trăng đèn. Thì đi làm này là ở trên này mang giày trắng đen. Trời bà bật lên đúng không? Dễ cao. Ta con gái đó. Ừ. Ta con gái đó. Ta con gái nhẹ nhẹo. Không, thôi cho chị em không mà cầm. Ờ, nhưng mà bánh lên cái không biết sao.